Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi xin kể ba câu chuyện thời sự mới nhất, rồi mới có một góc nhìn về kiểu mà thông tin tự do của bên Mỹ và bên Tây Âu như thế nào. Đầu tiên, tôi xin kể câu chuyện một tai nạn lớn ở tại Canada ngày thứ Năm 15 tháng 5. Xảy ra cách đây mới có mấy tiếng thôi. Một chiếc xe bus chở những người lớn tuổi đi về hướng đông ở tại một thành phố rất là nhỏ ở Canada, đó là Canberra thuộc Manitoba. Đang đi về hướng đông, chạy trên một xa lộ, tiếng Anh gọi là highway, không phải là một cao tốc. Highway nó khác với một freeway. Đang chạy về hướng đông, xa lộ 1, còn có một chiếc xe họ gọi là mini trailer, tức là một chiếc xe trailer một nửa thôi. Ở bên Việt Nam này có từ ngữ giống như là bán tải đó. Xe mini truck ở bên Mỹ thì bên này họ gọi là xe bán tải. Thì ở bên Canada có loại là gọi là mini trailer, tức là một loại xe bán tải họ trang bị nhỏ thôi, như là một trailer. Chiếc mini trailer này đang đi về hướng phía nam trên xa lộ số 5. Xa lộ số 1 và xa lộ số 5 gặp nhau. Và khi gặp nhau như vậy, thường thường ở những nơi xa xôi như ở bên Canada, họ vẫn làm những con đường nối không cản trở lưu thông. Chiếc xe bus chở những người già vừa mới lách len ra thôi thì bị va chạm bởi chiếc xe mini trailer và gây ra một tai nạn. Tai nạn này đã làm cho 15 người lớn tuổi tử vong và 10 người phải đi vào bệnh viện ngay lập tức. Tài xế của xe bus và mini trailer cũng nhập viện. Và theo đài CNN thì những người lớn tuổi đó là những người đa số ở tại một thị trấn nhỏ tên là Dauphin gần đó. Chắc những người lớn tuổi này đi xe bus để cùng nhau đi chơi. Nghe tin này thì Thủ tướng Justin Trudeau của nước Canada lập tức tweet ra. Ông chia buồn với các gia đình nạn nhân và ông cho rằng đây là một ngày đau thương của nước Canada. Canada kéo cờ xuống, cờ rủ. Thưa quý khán thính giả, những tai nạn xe cộ như thế này thì truyền thông của Mỹ và Tây Phương đưa tin tức rất nhanh nhẹn, không bị cắt xén. Nếu có chuyện gì đi nữa thì họ nói họ edit, tức là bổ túc hoặc là chỉnh sửa sau. Không có gì quan trọng là tại vì không liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Thì họ đưa tin rất là nhanh. Và nhiều khi chính xác nữa là tại vì các phóng viên được đến tận nơi để tường trình. Nhưng mà câu chuyện thứ hai thì bắt đầu có sự khác biệt. Cũng ngày hôm qua, ông Jack Serra là một người từng ở trong quân đoàn của vệ binh quốc gia Massachusetts. Ông này mới 21 tuổi. Ông này bị bắt vào tháng 4 năm 2023, cho rằng ông tiết lộ những tin mật của nước Mỹ. Ông này mới là binh nhất private ở trong binh đoàn, thì ông biết gì mà ông tiết lộ. Chắc quý khán giả cũng còn nhớ rằng vào tháng 4, Ukraine lúc nào cũng tuyên bố chuẩn bị tổng phản công. Và Ukraine nói là có những trận đánh này, trận đánh nọ, quân của Nga bị thiệt hại như thế nào.
thì lại có một nguồn tin từ ở đâu đó nói rằng những gì mà Ukraine nói chưa chính xác. Quân đội của Ukraine thiệt hại rất là nặng nề và Nga chiến thắng chỗ này chỗ nọ. Và kế hoạch của Ukraine sắp sửa đánh ở đâu cũng như kế hoạch của Mỹ ở đằng sau như thế nào. Jack Sherida là người đã tiết lộ những tin đó. Vì Jack Sherida dầu là chỉ là binh nhất nhưng làm trong binh đoàn không quân của vệ binh quốc gia Massachusetts ở trong lực lượng 102, tức là lực lượng đọc những thông tin tình báo này nọ rồi báo cáo về cho ở trên, báo cáo lên trên tổng tham mưu trưởng của nước Mỹ. Khi đọc những báo cáo từ ở các nơi đó, thì anh Jack Sherida thấy rằng chuyện nước Mỹ nói một đường mà làm một nẻo, Mỹ đứng đằng sau dàn dựng cuộc chiến ở tại Ukraine giật dây, không có tốt đẹp gì hết. Nên anh chia sẻ những điều này đó với các bạn của anh. Không những anh bị mất niềm tin vào cuộc chiến ở tại Ukraine, mất niềm tin vào những người lãnh đạo của nước Mỹ, mà những người bạn của anh đọc những tin tức này, họ cũng mất niềm tin. Và vì họ mất niềm tin nên họ mới chia sẻ ra ngoài hết. Và khi họ chia sẻ ra ngoài thì thế giới biết. Thế giới biết thì vào tháng 4 vừa rồi, bên phía của FBI tình báo Mỹ tìm cho ra bằng được ai là người tiết lộ thông tin này. Lúc đầu họ nói rằng đó là tình báo của Nga tiết lộ chuyện này chuyện nọ, đánh lạc hướng. Nhưng rồi cuối cùng họ thú nhận là từ bên phía của Mỹ và Tây Phương, và họ dò ra thì cuối cùng là anh binh nhất private Jack Sherida. Và họ ngay lập tức lực lượng FBI tới tận nhà của anh, họ vây kín hết cả một thị trấn. Những người liên quan đến căn nhà của anh, nội bất xuất, ngoại bất nhập, tất cả những gì đó là phải đều qua sự rà soát của FBI và của những lực lượng an ninh khác. Anh bị bắt từ đó đến nay hơn 2 tháng, thì một đại bồi thẩm đoàn hôm thứ Năm 15 tháng 6 năm 2023 giờ bên Mỹ đã luận tội anh. Nghĩa là anh vẫn đang ở tù, anh chưa nhận tội, nhưng họ luận tội anh giống như là các đại bồi thẩm đoàn luận tội cựu tổng thống Donald Trump mà không có mặt cựu tổng thống Donald Trump. Như vậy là một đại bồi thẩm đoàn đã luận tội anh Jack Sherida. Tiếng Anh là indicted Jack Sherida. Anh chưa có nhận tội và anh đang ở tù. Những thông tin liên quan đến anh Jack Sherida từ ở trong tù ra đều bị kiểm duyệt cách gắt gao. Không có dễ dàng gì thông tin ra ngoài. Vì họ cho rằng anh là một người đã tiết lộ tin mật của nước Mỹ. Chánh thẩm phán khi mà luận tội anh Jack Sherida nói như thế này: danh sách những người mà bị anh ấy làm thiệt hại thì dài vô kể. Đó là những chiến binh của Mỹ, đó là những chiến binh của Ukraine, đó là những người lãnh đạo của cuộc chiến ở tại Ukraine, đó là những người lãnh đạo của nước Mỹ, đó là những người ở trong lực lượng cứu hộ ở tại Ukraine. Nhưng đặc biệt, đó là những người đang ở đứng trên phương diện tiền tuyến để bảo vệ an ninh của nước Mỹ. Thưa quý khán giả, chỉ là một binh nhất mới gia nhập binh đoàn vệ binh quốc gia của Massachusetts một thời gian chưa đầy một năm. Vậy mà khi đọc những tin tức để mà báo cáo thôi, tiết lộ đôi chút thôi, thì nước Mỹ đã ứng xử đối với anh Jack Sherida như là một tội đại phạm, nguy hiểm đến an ninh quốc gia và ở tù rất là kinh khủng.
ở tù gọi là tù an ninh tối đa luôn. Báo chí truyền thông của Mỹ không được tiếp cận. Khiếp chưa? Thế tại sao người ta không nói nhân danh cái gọi là tự do ngôn luận, tự do về thông tin, minh bạch về thông tin để tìm hiểu xem anh Jack Sherida nói gì? Sao không thấy được? Không ai tiếp xúc hết. Đó là câu chuyện thứ hai cũng xảy ra ngày thứ năm 15 tháng 6 năm 2023 giờ của nước Mỹ. Bây giờ bước sang câu chuyện thứ ba xảy ra vào ngày thứ ba 13 tháng 6 năm 2023 liên quan đến một người từng là uy quyền nhất của nước Mỹ, đó chính là cựu tổng thống Donald Trump. Ông ra tòa ở tại tòa án Florida. Khi ông ra tòa đó thì chánh án ra một lệnh, đó là không được có bất kỳ một hình ảnh nào ở trong tòa án được thông tin ra ngoài. Không được sử dụng bất kỳ một electronic, tức là điện tử, được lọt ra ngoài. Nếu có hình ảnh nào mà lọt ra ngoài thì cơ quan truyền thông đó sẽ bị phạt rất là nặng. Nên chúng ta thấy hình ảnh cựu tổng thống Donald Trump xuất hiện tại tòa án chỉ là hình ảnh được vẽ mà thôi. Người thợ vẽ phải vẽ ngay tại chỗ. Những cơ quan truyền thông lớn như CNN, họ muốn đưa tin những gì ở trong tòa để cho mọi người biết thì như thế nào? Đài CNN hôm qua có làm một chương trình về vấn đề đó. Làm như thế nào mà đài CNN có thể đưa những tin tức ngay tại tòa án cho cả thế giới biết? Đầu tiên họ nói để làm được chuyện này thì phóng viên của đài CNN có quen biết với một thầy giáo ở tại Florida. Phóng viên nhờ thầy giáo tìm những học sinh trung học. Những học sinh này, vì đây là thời gian nghỉ hè, nên phóng viên CNN nói muốn thuê những học sinh này để những học sinh này làm một công việc gần giống như là đưa tin dây chuyền. Và người bạn của phóng viên CNN đã thuê những học sinh trung học đó. Sáng ngày thứ ba, 13 tháng 6 năm 2023, những học sinh trung học đó đã đi vào trong tòa án trước, ngồi những hàng ghế ở trên để mà có thể quan sát xem chuyện gì xảy ra. Mỗi một học sinh là một nhiệm vụ riêng biệt. Và khi những học sinh đó quan sát thì phải viết xuống giấy của mình, vì không có hệ thống electronic nào hết, không có cái gì mà được mang vào có tính cách là điện tử, thì phải viết trên giấy. Viết trên giấy xong rồi truyền ra tới ngoài thì có người cầm cái tờ giấy đó chạy ra ngoài. Ra ngoài thì mới đưa cho có một người ở ngoài sẵn hết, mới xách cái đó chạy ra ở ngoài, có một cái chiếc xe đậu ở ngoài á. Có một đội ngũ thông tin, đội ngũ đây chắc khoảng chừng 2-3 người, một người vừa đọc vừa để tổng hợp tin tức, và có một người đánh máy gửi về cho CNN Trung ương rồi mới được phát ra ngoài. Trong đó họ cho biết có một học sinh thôi, quan sát công tố viên Jack Smith, coi như nhiệm vụ chỉ từng đó thế thôi. Và người này nói công tố viên Jack Smith lúc nào cũng ngó trừng trừng cựu tổng thống Donald Trump, muốn ăn tươi nuốt sống cựu tổng thống Donald Trump. Và có một học sinh thì lại quan sát cựu tổng thống Donald Trump, chỉ có nhiệm vụ đó thôi, thì nói rằng cựu tổng thống Donald Trump tư thế có lúc thì hơi bực mình, có lúc thì rất là vững tâm, nhưng ông không nói một lời gì hết. Rồi có những người quan sát tòa án thì mới nói rằng là tòa án rất là minh bạch,
rất là nghiêm khắc. Ở trong phòng không có những gì mà ồn ào mà xáo trộn cả. Đương nhiên là không có được quay phim chụp hình rồi nhé, cũng không được lấy cái điện thoại lên mà quay nhé. Nhưng mà đó, cũng không có cái laptop ở trong tòa án được. No electronic. Vì chánh án trước đó nói rằng trường hợp của cựu tổng thống Donald Trump nhiều người theo dõi hay có những cái này cái nọ, nhất là thấy cảnh anh ông từ ở trong phòng giam bước ra thì họ hay xuyên tạc. Tránh đi những lời dị nghị xuyên tạc nên không có cảnh đó. Không thể nào có bất kỳ một hình ảnh nào được lưu trữ. Ai muốn vẽ gì thì vẽ. Lệnh của tòa án đã bị các cơ quan truyền thông lớn của nước Mỹ như CNN, như là CBS, MSNBC, v.v. họ phản đối. Họ yêu cầu là cho họ được gì đó, mang laptop vào thôi, không có quay phim, đương nhiên rồi. Nhưng chánh án cũng không cho. Thế là tất cả im hết. Và CNN thì nói rằng là chúng tôi làm việc để nhanh chóng gửi thông tin đến khán giả trên toàn cầu, thì phải nhờ đội ngũ học sinh như thế viết tay rồi truyền ra ngoài. Có người cầm hết tất cả những tờ giấy viết tay đó, chạy vào một chiếc xe có hệ thống của CNN để có người đọc tổng hợp và đánh máy gửi về Trung ương để phát sóng ra ngoài. Liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump và điều mà họ nghĩ rằng là có thể xáo trộn chính trị của nước Mỹ thôi, thì cũng lệnh gắt gao như thế do chính tòa án ở nước Mỹ. Tôi không thấy ai, nhất là những người chống cộng cực đoan, nhân danh cái gọi là truyền thông minh bạch hay là tự do ngôn luận để đòi hỏi được vào trong tòa quay phim. Như họ đã từng làm ở tại Việt Nam này, họ yêu cầu chánh án Nguyễn Hòa Bình phải cho phép được quay phim. Khi họ quay như vậy họ làm rầm trời hết, cấm cản họ thì họ nói làm gì mà sợ, đây là minh bạch mà, ở nước Mỹ, ở Tây Phương được như thế, có biết gì về tòa án của Mỹ và Tây Phương đâu. Nhưng mà cứ thích nói bừa thôi. Tôi là luật sư ở Mỹ, đi hành nghề nữa đó mấy chục năm trời. Điện thoại mà reo lên á, thì coi chừng người mà gác tòa án á, lại tới tịch thâu mất luôn, cho tới chiều mới được lấy lại. Trước khi mà chánh án xuất hiện thì bảo vệ đã nói rất rõ ràng về quy luật ở trong tòa án. Đương nhiên là không có quay phim chụp hình, không có cầm điện thoại lên mà quay là đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu mà điện thoại mà reng lên á, thì lần thứ nhất á, thì có thể bị cảnh báo. Lần thứ hai là bị tịch thu cho đến chiều. Ai mà cầm điện thoại lên mà nói chuyện á, thì tịch thu luôn cái điện thoại đó. Đó là nội quy của các tòa án ở nước Mỹ. Không có được quay phim chụp hình, không có được nói điện thoại, không có để điện thoại reng lên. Trong trường hợp của cựu tổng thống Donald Trump, chánh án còn ra lệnh đó là không có mang những cái đồ điện tử vào trong tòa án luôn kìa. Nên là khi mà chúng ta nói về tự do ngôn luận, truyền thông minh bạch ở nước Mỹ thì phải trải nghiệm trước chứ đừng có nói bừa. Ở bên Mỹ khi làm truyền thông thì phải hiểu cấp độ của nó. Cấp độ giống như là trường hợp tai nạn xe cộ ở tại Canada mà tôi vừa mới nói. Đó là cấp độ không liên quan gì đến vấn đề chính trị, không liên quan gì vấn đề an ninh quốc gia thì tha hồ mà nói, được tới tận nơi để mà chứng kiến và tường trình. Đó là những chuyện mà ở Việt Nam họ dùng từ ngữ đó là chó cắn xe, xe cắn chó thì tha hồ mà nói sao cũng được hết. Còn những trường hợp liên quan đến vấn đề mà họ cho rằng là quốc phòng, như trường hợp của anh Jack Sherida
Anh chỉ là một binh nhất thôi, giờ này mà muốn tiếp cận anh ở trong tù cũng không có đơn giản chút nào hết. Khi bắt anh thì mật vụ và FBI vây quanh nhà anh trùng trùng lớp lớp. Dễ gì mà tiếp cận với anh và gia đình anh, làm sao mà đưa tin được. Rồi như trường hợp của cựu tổng thống Donald Trump, là một vị cựu tổng thống lúc đó uy quyền như thế nào, vậy mà họ nói những gì mà ông xách về nhà tư gia của ông ở tại Mar-a-Lago là tối mật. Ông mà làm không đầy đủ đó thì ông vi phạm đạo luật tình báo của Mỹ. Y như là anh Jack Sherida cũng bị gọi là vi phạm đạo luật tình báo. Rồi ông còn cản trở công lý vân vân. Nên tòa án rất là gắt gao trong vấn đề đưa tin. Các bác chống cộng cực đoan và những người hay chống đối đảng và nhà nước này cứ nhân danh cái gọi là truyền thông minh bạch yêu cầu tòa án Việt Nam phải làm cái này, yêu cầu tòa án Việt Nam phải làm cái nọ, yêu cầu phải cho phép chúng tôi cái này, yêu cầu phải cho phép chúng tôi cái nọ. Mỹ được đó. Ừ thì Mỹ được đó, bắt chước Mỹ đi. Nếu vấn đề mà cứ đưa ra nước Mỹ thì cứ làm theo đúng y như nước Mỹ đi. Những người đó coi nước Mỹ là cha, là thầy, là ông tổ của họ thì họ hãy bắt chước y như những gì mà Mỹ đã và đang làm đi. Thì sẽ biết liền thôi. Thưa quý khán giả, đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Truyền thông minh bạch như thế nào? Cứ nhân danh nước Mỹ làm sao thì chúng tôi muốn được như vậy. Thì đó, được đi. Xem thử nó là sao. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.